Cuộc bầu cử tổng thống Philippines ngã ngũ khi chiến thắng gần như đã nằm trong tay thị trưởng thành phố Davao. Ứng cử viên này đã bỏ xa các đối thủ bám đuổi theo sau khi kết quả bỏ phiếu được phát đi. Mặc dù vậy, cử tri vẫn đang trông chờ một phát ngôn chính thức được công bố về chủ nhân chiếc ghế tổng thống trong những ngày tới đây. Ngày 10 tháng 5, tức chỉ một ngày sau khi tham gia cuộc bầu cử tổng thống, người dân Philippines đón nhận thông tin ông Rodrigo Duterte, thị trưởng thành phố Davao, đang là người nắm giữ số phiếu tín nhiệm cao nhất từ cử tri. Theo kết quả không chính thức từ 90% số phiếu được kiểm, ông Duterte hiện đang dẫn đầu và giành được gần 39% số phiếu. Đối thủ gần nhất, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Rosas, đang kém ông hơn 6 triệu phiếu bầu. Thượng nghị sĩ Reyes Poe xếp thứ ba. Cùng ngày, ông Duterte đã tuyên bố giành chiến thắng tại thủ đô Manila, đồng thời cam kết sẽ thực hiện lời hứa của mình giúp người dân cải thiện cuộc sống. Ông Duterte, người từng giữ vị trí thị trưởng thành phố Davao trong 22 năm qua, đã gây ấn tượng với các cử tri trong cuộc tranh cử tổng thống bằng những cam kết mạnh tay xử lý tội phạm, kiềm chế tham nhũng và cải thiện hoạt động của chính phủ. Sau vài ngày nữa, người dân Philippines sẽ nghe công bố chính thức về tân tổng thống, đồng thời kết thúc nhiệm kỳ kéo dài 6 năm qua của đương kim tổng thống Benigno Aquino. Ngoài tổng thống, cử tri Philippines cũng bỏ phiếu bầu phó tổng thống, 300 nghị sĩ và khoảng 18.000 quan chức địa phương trong số hơn 45.000 ứng viên.